Chào anh em nhé, hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là cái viên đá bùn để mài dao các loại nhé. Đá bùn này mài rất là bóng và tinh bóng rồi. Đấy, có cả viên to viên nhỏ này. Đây, nó cát mài và chất mài nó rất là già đá và mịn. Để làm sao mài những cái chi tiết con dao thái thịt, dao siêu thị và thứ. Đấy, dao rất là bóng và bén. Đây, cái viên lớn này, đá bùn người ta ép thành táng như này. Đây, có những viên to này, anh đang cần thì liên hệ nhé. Đây, đá bùn này để mài, chuyên mài dao kéo các loại. Đó, rất là già đá nhé. Đó, có nhiều loại. Đó, các bác cần thì liên hệ nhé. Số lượng cái này cũng khá nhiều đấy, liên hệ nhé. 0989821011 nhé. Viên này to này, viên này 300 viên 250 là mấy viên đá thường như đá mài dao thường nhà mình thôi. Đá này rất là đẹp đấy, tầm bình năm mới không cần liên hệ 0989821011. Xin chào.